thế nào là đổi thay thì tôi nghĩ là anh đã thừa biết. Còn thay đổi bằng cách nào ư? Một cuộc giải phẫu dù cắt ruột thừa vẫn phải rỉ máu. Ekip giải phẫu của chúng ta được giáo sư danh tiếng bảo trợ chứ? Tôi nghĩ là có. Liệu các bác sĩ đã thực sự thống nhất ý định, biện pháp và trật tự sau khi giải phẫu chưa? Suy tính cẩn thận là ưu điểm của mọi nghề, nhưng người ta không thể có món omelette mà không đập vỡ trứng. Từ những quả trứng vỡ, người đầu bếp sẽ biết mình cần bao nhiêu mỡ. Với anh, tôi không đòi anh đập trứng. Tôi hy vọng anh góp mặt khi rán trứng. Em chuyển nhân báo cáo này cho A07. Có thể có một cái gì đó dữ dội hơn phát súng trên cao nguyên. Nghĩa là người Mỹ sắp thay công thức. Em đừng nghĩ thay công thức đồng nghĩa với xóa ông Diệm. Ngô Đình Diệm vẫn còn, anh tin như vậy. Và như điện anh gửi cho A07, có thể có một hành động cảnh cáo nào đó của Mỹ. Anh nghiêng về khả năng đó. Một ngọn roi của ông chủ nẹp vào mông của con ngựa bất khảm. Về phía em có gì lạ không? Sáng nay sếp em đến tổng nha rất sớm. Lúc em đến đã thấy ông ấy rồi. Em được lệnh xuống phòng lưu trữ lấy hồ sơ lý lịch của hai người. Một là Trung úy Nguyễn Thanh, tốt nghiệp ở Hoa Kỳ, khóa huấn luyện đặc biệt về phá hoại bằng chất nổ. Hai là Trung úy Ngô Ngọc Thụ, chuyên viên làm các giấy tờ giả và giả mạo chữ ký, được đào tạo tại Đài Loan. Đúng 9 giờ 15 phút, em được lệnh đi cùng tướng Là lên phi trường quân sự, sau đó lên một chiếc trực thăng bay. Thưa ông cố vấn, xin ông vui lòng cho công chúng trong và ngoài nước biết qua tình hình Việt Nam Cộng Hòa hiện nay. Tôi chân thành cảm ơn Việt Tân Xã và Đài Phát thanh Sài Gòn tạo cơ hội cho tôi trình bày về quốc dân đồng bào những diễn tiến hiện nay của Việt Nam Cộng Hòa. Như có lần tôi tuyên bố về báo Pháp Le Figaro, Việt Nam Cộng Hòa từ đầu năm 1959 thực sự ngồi trên một ngọn núi lửa, và ngọn núi ấy đã phun. Chúng ta đang sống trong cơn động đất mà địa chấn kể đã lên đỉnh độ mất an toàn. Cộng Hòa đang ở vào giờ phút báo động. Chính phủ không muốn giấu giếm tình thế nguy hiểm hiện nay. Đồng bào tất phải đặt câu hỏi vì đâu nên nổi. Thưa đồng bào, không phải chính phủ gieo rắc những nguyên nhân dẫn đến hậu quả này, không phải chính phủ không đủ khả năng dẹp bọn giặc tròn kia, không phải chính phủ bất lực. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa anh dũng có thừa, ý chí chống cộng của toàn dân luôn luôn mạnh liệt. Nhưng chính phủ vấp bao khó khăn từ những kẻ tự nhận là quốc gia, là chống cộng gây ra. Vì quyền lợi ích kỷ riêng tư, họ quay nhẹ vần nước, vô tình hay cố ý, các đòi hỏi của họ tiếp tay cho cộng sản. Cuộc bầu cử quốc hội vừa rồi, dù chính phủ gian lận bằng trăm cách, tôi vẫn đạt một số phiếu cao nhất, hơn 30.000. Các chiến hữu của tôi, như ông Nguyễn Trân, cũng thắng lớn. Thế mà cái gọi là ủy ban hợp thức hóa lại không công nhận kết quả hiển nhiên đó. Chế độ độc tài đang đè nén dân chúng, chỉ công nhận mỗi một cái. Từ lập pháp đến hành pháp, cơ cấu Việt Nam Cộng Hòa phải thuộc vào tay gia đình họ Ngô. Họ ỷ vào nước ngoài, họ làm cho khối đoàn kết quốc gia rạn nứt. Họ lớn tiếng đòi dân chủ mà không hiểu rằng nền dân chủ phương Đông vốn có truyền thống độc đáo. Thứ dân chủ xô bồ rập khuôn Âu Mỹ
chỉ đưa đến hòa mất nước. Thưa đồng bào, thật đáng tiếc là người bạn lớn của Việt Nam Cộng Hòa lại chập chờn trong sự lựa chọn giữa thời điểm tế nhị hiện nay, hoặc toàn dân Việt Nam xếp hàng sau lưng tổng thống hợp pháp hợp hiến, và đó là con đường duy nhất thu Giang Sơn về một mối, qua cuộc Bắc Tiến nhất định thắng lợi. Để tăng cường đồn lụy của thế giới tự do ở Đông Nam Á, hoặc một vài kẻ bất mãn, và như vậy có nghĩa là dâng nốt phần đất phía Nam này cho Cộng sản. A07 gửi ta mới nhận định về tình hình hiện nay rất phấn khởi. Em sẽ nói kỹ với anh. Văn phòng của tướng Mắc Ga dặn khi nào anh về thì cho tướng Mắc Ga một cái hẹn. Ở Tổng Nha có gì lạ không? Công việc của em ở Tổng Nha vẫn bình thường. Chắc không bao lâu nữa ông Y sẽ về thay ông là làm Tổng Giám đốc Công an Cảnh sát. Nói chung không khí miền Nam sôi sục. Hôm qua Ngô Đình Nhu nói trên đài Sài Gòn báo động tình hình suy thoái và trách cứ người Mỹ. Em có cảm giác sắp nổ ra một cái gì đó. Anh biết nội dung bài nói của Nhu nhằm đánh động dư luận Mỹ, đặc biệt nhằm lưu ý Kennedy chắc chắn sẽ thắng cử Tổng thống Mỹ. Tình hình Lào khiến Nhu lo ngại Mỹ sẽ thay ngựa dùng bọn quân nhân. Tuy nhiên Mỹ chưa có con bài đủ bản lĩnh. Nếu nay mai họ bật đèn xanh cho... Alo. Dạ vâng. Đúng. Tôi đây. Vâng ạ. Tôi sẽ nói lại với nhà tôi ngay ngày mai. Vâng, vâng. Chào bác sĩ. Trần Kim Tuyến. Đúng. Bác sĩ Tuyến nhắn lại ngày mai sẽ có máy bay riêng đưa anh đi gặp Ngô Đình Nhu. Ở đâu? Đà Lạt. Anh về kịp thời. Tình hình tồi tệ hơn nhiều so với lúc anh đi. Rồi anh sẽ đọc, sẽ nghe. Có đến cả trăm mũi nhọn chĩa vào chúng ta. Bây giờ tôi muốn anh cho vài nhận xét về khóa nghiên cứu của anh ở Fort Bragg. Khóa tu nghiệp tham mưu cao cấp này nhằm đáp ứng nhu cầu trong tương lai của Mỹ. Tôi thấy rõ tính chất ấy qua cấu trúc chương trình và qua hướng dẫn tổng quát của Đại tướng Taylor, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Liên quân Mỹ. Người Mỹ tính đến khả năng đưa một số lực lượng Mỹ đáng kể vào nước ta và trụ liệu xây dựng quân đội Cộng hòa lên đến con số triệu, kể tất cả các binh chủng. Anh thấy người Mỹ có một sự tiếp xúc đặc biệt nào với số sĩ quan và học ở đó không? Tôi không có điều kiện để hiểu sâu về việc anh vừa hỏi. Chúng tôi phải vùi đầu học, học đêm, học ngày. Các anh Lâm Văn Phát, Huỳnh Văn Tồn, Trần Thiện Khiêm, Nguyễn Khánh và tôi, mỗi người ở một nhà riêng, ít khi gặp nhau trừ trong giờ nghe giảng. Người Mỹ thật ngây thơ khi nghĩ rằng một phán quan đảng mồm mép có thể xoay chuyển nội cục diện ở Việt Nam.
người Mỹ lý giải tình hình suy thoái ở nước ta theo cách của họ. Họ quan tâm nhiều những mặt thứ yếu, tỉ như các loại tin đồn đại về buôn lậu, về nhân sự trong các ngành, về quốc hội. Tôi biết, đúng như anh nói. Sau khi hất cản người Pháp, người Mỹ tự cho mình đứng khá vững ở đây, và họ bắt đầu mơ màng. Họ định nhét vào chính quyền đủ mọi thứ. Chính sách của họ là kiềm chế chúng ta. Người Mỹ bỏ tiền vào miền Nam càng nhiều thì quyền lực của họ đương nhiên càng rộng. Đằng sau mọi từ ngữ đẹp đẽ là phương châm quen thuộc của họ: business is business. Vấn đề Việt Nam thật ra chỉ là một áp phè, và trong buôn bán, con người không khiến họ bận tâm bằng sự lợi lỗ. Nói vậy thôi, chúng ta không phải là cục bột. Tôi muốn nói với anh một điều: hãy sửa soạn chung sống với Kennedy, Johnson trong thập niên 60 này nếu họ đồng ý. Và nếu ta cùng đồng ý. Bà trung tá bận lắm nên mới chịu để trung tá đi một mình. Sau đám cưới của trung tá với cô Thùy Dung, người ta hết còn thắc mắc về trung tá, nhưng tới nay thì người ta lại bắt đầu thắc mắc lại. Chắc trung tá Luân đang bị nhà báo hê lên Phan Phani làm khó. Có cần giải dây không? Đại tá định giải dây bằng cách nào? Lực lượng phòng vệ phủ tổng thống của đại tá đâu có đây. Và đã chắc gì trung tá Luân cần giải dây. Xin giới thiệu với trung tá, đây là Băng Trinh, người đẹp Bình Dương. Còn đây là trung tá Dương, tư lệnh phó lữ đoàn dù. Hân hạnh được biết cô. Lỗi ông Đáng, chút xíu nữa tôi sẽ trở lại. Người ta thắc mắc tại sao ông bà trung tá lấy nhau đã lâu mà vẫn chưa có tin mừng. Người ta còn thắc mắc rất nhiều điều về ông trung tá kiêm kỹ sư Nguyễn Thành Luân. Nhưng bây giờ thì chính tôi có một thắc mắc riêng tư cần anh Luân giải đáp. Và vì thế tôi đành xin lỗi đại tá và cô Helen vậy. Mời anh Luân. Người ta cho anh thuộc gia đình tổng thống, cùng một quan điểm với tổng thống. Tôi trái lại cho rằng anh luôn luôn giữ cách nhìn độc lập. Những bài thuyết trình của anh trong các khóa hội thảo đảng cực lao, trong quân đội, dù lời lẽ đôi chỗ không minh bạch lắm, vẫn hé ra một cái gì riêng của anh. Anh có cảm thấy cần thiết có sự thay đổi nếu chúng ta muốn tồn tại? Tôi sẽ nói ý kiến của tôi về sự cần thiết hay không cần thiết phải đổi thay. Nhưng trước hết, tôi muốn đi sâu vào khía cạnh kỹ thuật. Thế nào là đổi thay? Và đổi thay bằng cách nào? Thế nào là đổi thay thì tôi nghĩ là anh đã thừa biết. Còn thay đổi bằng cách nào? Một cuộc giải phẫu dù cắt ruột thừa vẫn phải rỉ máu. Ekip giải phẫu của chúng ta được giáo sư danh tiếng bảo trợ chứ? Tôi nghĩ là có. Liệu các bác sĩ đã thực sự thống nhất ý định, biện pháp và trật tự sau khi giải phẫu chưa? Suy tính cẩn thận là ưu điểm của mọi nghề. Nhưng người ta không thể có món omelette mà không đập vỡ trứng. Từ những quả trứng vỡ, người đầu bếp sẽ biết mình cần bao nhiêu mỡ. Với anh, tôi không đòi anh đập trứng. Tôi hy vọng anh góp mặt khi rán trứng. Em chuyển nhân báo cáo này cho A07. Có thể có một cái gì đó dữ dội hơn phát súng trên cao nguyên. Nghĩa là
Người Mỹ sắp thay công thức. Em đừng nghĩ thay công thức đồng nghĩa với xóa nhiệm. Ngô Đình Diệm vẫn còn, anh tin như vậy. Và như điện anh gửi cho A07 có thể có một hành động cảnh cáo nào đó của Mỹ. Anh nghiêng về khả năng đó. Một ngọn roi của ông chủ nẹp vào mông của con ngựa bất khả. Về phía em có gì lạ không? Sáng nay sếp em đến tổng nha rất sớm. Lúc em đến đã thấy ông ấy rồi. Em được lệnh xuống phòng lưu trữ lấy hồ sơ lý lịch của hai người. Một là Trung úy Nguyễn Thanh, tốt nghiệp ở Hoa Kỳ, khóa huấn luyện đặc biệt về phá hoại bằng chất nổ. Hai là Trung úy Ngô Ngọc Thụ, chuyên viên làm các giấy tờ giả và giả mạo chữ ký, được đào tạo tại Đài Loan. Đúng 9:15, em được lệnh đi cùng tướng Là lên phi trường quân sự, sau đó lên một chiếc trực thăng. Bay khoảng 15 phút, trực thăng đáp xuống một thung lũng mà em đoán có lẽ ở khoảng nào đó trên Blau. Sếp em bảo em ở lại trên máy bay, còn ông ta thì bước xuống, đi thẳng về phía trước. Lúc đó em mới thấy phía bìa rừng bên kia cũng có một chiếc trực thăng đậu sẵn ở đó. Trên chiếc trực thăng đó cũng có một người đàn ông bước xuống và đi thẳng về phía sếp em. Cả hai gặp nhau ở khu đất trống. Em nhìn kỹ và nhận ra người đàn ông kia là Ngô Trọng Hiếu, đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Cao Miên. Đúng lúc đó có tiếng máy bay trực thăng. Em nhìn lên và thấy một chiếc trực thăng thứ ba bay đến, đáp xuống phía bên trái em. Trên máy bay bước xuống một người đàn ông mà chỉ nhìn dáng em biết ngay là bác sĩ Trần Kim Tuyết.